Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú anh chị ơi, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 3 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Thì ngày hôm nay phải nói là có rất là nhiều sự kiện xảy ra. Thì cô chú anh chị cũng biết là Bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã khá là lâu rồi, 6 tháng hơn rồi cả nhà, 6 tháng hơn 6 tháng rồi. Đó, thì từ ngày 5 tháng 3 và được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cô chú anh chị cũng biết ha, trải qua rất là nhiều giai đoạn từ cái ngày Bác Năm an táng cho tới thậm chí tới bây giờ còn rạp, lúc mà còn rạp ha, và trải qua 49 ngày, trải qua 100 ngày rồi sau đó là tháo rạp. Rồi có những cái lễ lớn như là đại lễ Vu Lan, hay là có những cái sự kiện lớn, hoặc là bà con cô bác về viếng mộ của Bác Năm khá là đông, khá là đông ha cả nhà. Trong cái thời gian mà mộ Bác Năm được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương á, thì bà con cô bác biết tới Hoa Viên nhiều hơn, và cũng như cũng xen vào đó thì cũng có khá là nhiều cái bất cập, cũng dựa vào cái sự kiện của Bác Năm để đánh bóng tên tuổi của mình. Ví dụ như là những cái cô đồng, cô bóng và những cái bà thầy bói, hay là những cái người lên xác tại mộ của Bác Năm, bảo là Bác Năm về phần, Bác Năm vào người này, vào người kia, muốn báo cho chị Hồng Loan biết thế này, mà báo cho chị Hồng Loan biết thế kia. Nó thì thật sự thì tất cả đều là giả tạo để muốn nhằm một cái mục đích là lừa gạt, hay là đánh bóng tên tuổi của mình, hay là một cái gì đó. Thì cũng rất là may là có những cái giống như là cũng em xin nhắc lại ha, có rất là nhiều cái trường hợp đã được đẩy lùi đi, là qua cái trường hợp như là nổi bật nhất là nhờ anh chống dông ảnh kéo đi, nó kéo đi, và bà con rất là tán thành, hoan hô, cũng như là khen thưởng, khen có những cái lời khen đối với anh gọi là chống dông. Cô chú anh chị, còn những cái chuyện giống như là mọi người không thể nào trở tay cho kịp, giống như sư cô mà giọng mộ nè, nó thì mặc áo sư cô nhưng mà cứ tưởng đâu là sư cô thật, nhưng mà tới tới những cái mà giai đoạn mà sư cô giọng mộ á, bốn góc mộ đó, thì mỗi góc mộ là 3 gậy, bốn góc mộ là 12 gậy, thì đó mình mới phát hiện ra được là sư cô giả danh để làm những cái việc gì đó nhằm đánh bóng tên tuổi của mình, hay là những cái sự việc không hay về mộ của Bác Năm, giống như là muốn làm cho cái sự bàng hoàng lo lắng gì đó. Thì thật sự sư cô giọng mộ đó thì cũng không hay. Và đặc biệt hôm nay em muốn nói đến quý cô chú anh chị và mình là cái vấn đề mà về phần về dông nhập sát, nhập nhập sát gì đó, nó lên phần lên sát tại mộ của Bác Năm cũng như là ở những nơi khác, mà gọi là muốn dẫn dắt dư luận, dẫn dắt khán giả để nhằm hiểu lầm về những cái sự việc đáng tiếc xảy ra cho Bác Năm, cũng như là muốn lấy danh tiếng của Bác Năm để làm một việc gì đó không hay, không phải quý cô chú anh chị. Thì nếu cái video này lên, em đăng lên, tải lên, thì có những cái gì sơ suất, không phải, không hay, thì mong rằng quý cô chú anh chị và các bạn gần xa, trong và ngoài nước, cũng như là đóng góp ý kiến cho em được biết ha cả nhà. Thì sau khi mà em thấy được một cái video của một anh YouTuber, mấy ngày nay anh đi núi cả nhà, cùng với lại anh chống dông, thì bây giờ em thử hỏi dông ở mộ cậu Năm, ở mộ Bác Năm, em xin lỗi ạ, tại vì em hay gọi cậu với bác, em lộn lộn của chú anh chị. Dông ở mộ Bác Năm thì là dông giả, vậy dông ở chỗ khác là dông thiệt là sao, đúng không anh? Bây giờ em muốn hỏi anh một cái câu hỏi, dông đó là dông thiệt hay dông giả? Dông ở mộ Bác Năm thì anh đánh lùi, đánh tan, đẩy ra để gọi là ra khỏi mộ của Bác Năm, gọi là dông giả, anh muốn đánh đi, anh đuổi đi, anh xô đẩy người ta đi. Thì vậy thì em xin hỏi anh, chỗ khác anh cho là đúng đúng không? Vậy
tại sao anh không chịu lôi cái dông đó đi đó, à, cái dông mà bảo là nói là bắt năm về, bắt năm về còn anh còn bắt tay, anh còn nói chuyện, tại sao anh không ẩm cái dông đó đi, anh đẩy đi và anh cho là dông giả. Vậy nếu anh không ẩm đi là anh nói là dông đó là dông thật, vậy thì bằng chứng đâu và anh lấy cái gì để thuyết phục được đó là bắt năm ha? Nó thì em muốn hỏi anh một câu như vậy. Anh không đẩy đi và anh ngồi đó anh lắng nghe, và thậm chí là anh bắt tay với lại cái gọi là cái dông mà gọi là bắt năm về đó nó, thì anh nghĩ đó là thật. Anh ngồi anh bắt tay thì nếu anh không đẩy đi là anh nghĩ là đó chắc là đúng của bắt năm rồi đúng không? Anh chống dông nó thì em muốn hỏi anh câu như vậy ha. Còn vấn đề mà cái người mà về phần của bắt năm đó bảo là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, ở núi Thiên Cấm Sơn gì đó, ở Điện Kính gì đó nó, thì em ở vùng An Giang Bảy Núi thì cô chú anh chị cũng biết vùng đó thì rất là nhiều thầy bà cũng như là bùa ngải nó, cái vùng đó là rất là nhiều thầy bà cũng như là bùa ngải ha, thì nhưng mà cũng rất là không không thuyết phục cho lắm. Vì sao? Vì cái anh YouTuber này ảnh được cho rằng á, là ảnh về phần cái bác năm á, là phải như một người khác á, thì thật sự là cũng có một chút gì đó mình xem ha cả nhà. Còn đằng này ảnh cái người mà về bắt năm á, chính là chị gái của ảnh, ảnh kêu chị gái của ảnh đem ra để nói chuyện là bắt năm về. Thì em hy vọng là cô chú anh chị mình hãy sáng suốt và bình tĩnh xem video cho kỹ. Sau khi mà những cái lượt đăng tải lên những comment mà em thấy ha, những comment mà gọi là người ta nói bậy, người ta nói tào lao, thì ảnh bắt đầu ảnh có những cái động thái ảnh xóa bình luận, ảnh xóa những cái bình luận đó để làm gì? Để dẫn dắt dư luận. Em nghĩ là chắc dẫn dắt dư luận thôi. Chỉ nghĩ em nghĩ là chỉ có một mình ảnh mới gọi bắt năm về để cho nói chuyện với bà con cô bác thôi đúng không cả nhà? Thì cái đó là gọi là dẫn dắt dư luận ha. Ảnh chừa lại những cái comment tốt, những comment xấu thì bắt đầu ảnh xóa đi. Em thấy anh xóa đi ha. Những comment tốt thì anh để lại khen rồi đó, hoặc là nói ừ bắt năm về thật sự thì anh thấy hay thì anh để lại. Còn những cái comment xấu thì ảnh kênh mà, kênh đó là kênh của anh có quyền anh làm gì anh làm mà. Nó những comment xấu thì bắt đầu anh xóa đi cả nhà. Thì em thấy được rất là nhiều cái comment được xóa đi ha. Thì bây giờ em hỏi ha, nếu là người khác thì mình có thể xem, còn đằng này là chị gái của anh nha, chị gái anh và coi như là diễn với nhau, thì cô chú anh chị nghĩ sao? Có phải là dẫn dắt dư luận vậy, không biết là có mục đích gì hay không. Và sau khi ảnh đi lên trên đó thì ảnh bảo là bác năm tu ở trển, vậy thì bằng chứng đâu? Cái đó là vấn đề chuyện tâm linh, mình nói thì phải tất chân là mình làm, phải cái gì cũng phải có bằng chứng xác thực, mình nói thì mình phải cho đúng. Còn vấn đề chuyện tâm linh tất nhiên là ai tin thì tin, không tin thì thôi, nhưng về phần ai thì về. Nhưng đối với bác Năm là một nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là một người của công chúng, là một người biết bao nhiêu là người mến mộ, mà mình dẫn dắt dư luận như vậy thì thật sự nó không hay cho lắm. Nó sẽ làm mất danh tiếng của bác Năm, mất danh tiếng và ảnh hưởng đến uy tín thanh danh của bác Năm. Mặc dù bác Năm đã mất rồi, đã hơn nửa năm nay, 6 tháng rồi cả nhà. Thì nhưng cái tiếng tăm, những cái tiếng nó, những cái mà gọi là tiếng hay tiếng thơm để đời thì cô chú anh chị mình cũng biết là rất là nhiều bà con từ khắp mọi miền, từ Nam ra Bắc cũng như là trong nước và ngoài nước đều mến mộ cũng như là ngưỡng mộ một ông hoàng cải lương, sân khấu cải lương. Như vậy thì thử hỏi cái anh này ảnh lên trên núi ảnh làm những cái việc như là dẫn dắt dư luận nè, ảnh nói là bắt năm về, bắt năm thế này bắt năm thế kia và múa men nói chuyện, thật sự nói là không có hợp lý cho lắm, không có trật tự cũng không có logic. Bây giờ vái trong cái đoạn clip á, em có nghe có những khúc anh cũng phải ngồi ở ngoài nhắc tuồng, giống như là bắt năm mắt ngày nào thì cái người mà lên phần đó, cái người nói là lên bắt năm đó, lên sát lên phần của bắt năm á, không biết là bắt năm ngày nào mắt ngày nào, ngày âm ngày dương hay là như thế nào, ở ngoài cũng phải nhắc tuồng và họ tên thì cũng nói lắp ba lắp bắp nó, thì và chỉ tay chỉ trỏ, nói chung là không, em thấy là không có thấy giống bắt năm tí nào nói. Và trong cái có một cái đoạn nói là hãy các con hãy noi gương theo bác năm, theo 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 chú
mà cái người đó gọi là chú ha, thưa chú làm những việc thiện như là phát gạo từ thiện này, ba anh em huynh đệ hãy làm mấy việc này cho gì đó hồi hướng này, giống như Bác Năm làm như Bác Năm kế thừa cái gì đó giống như Bác Năm hồi lúc còn sống, nhưng chỉ đọc tên và những cái công đức của ba anh em thì cô chú anh chị có biết, thì trong đó thì cũng không có tài, không có tên tài. Thì mặc dù mấy tháng qua thì tại ở đó thì nói chung mình không phải là mình kể công hai cả nhà, mình không kể công, nhưng em nghĩ thì Bác Năm sẽ biết tài đó, nếu mà biết mấy anh em kia thì chắc chắn là biết tài, và đặc biệt là không có kể ai hết, chỉ kể ba anh em thôi, kể ba anh em kia thôi cả nhà, ba anh em kia thôi và anh chống dông thôi. Còn tài và ví dụ như những anh em YouTube, những chị em YouTube khác như anh Cửa Bắp, anh Nướng Xuân hay là những anh em khác thì không có nghe kể, chắc không biết, chắc Bác Năm không biết nó nên không có kể, chỉ kể ba anh em kia, kêu ba anh em kia là hãy noi gương Bác Năm làm từ thiện này kia nọ, khen ngợi ba anh em kia và nấu vàng anh chống dông thôi cả nhà. Nó thì cái đó thì phải nói là cần phải đặt dấu chấm hỏi tại chỗ đó nữa, sao Bác Năm chỉ biết ba anh em không, không biết ai hết trơn, có phải là dẫn dắt dư luận không cả nhà. Nó đó là một cái chuyện cần phải suy nghĩ ha. Còn lúc mà múa mai người kia nọ rồi đó, nói thật sự là không có cái gì thuyết phục, mà còn thật sự bây giờ nói á, là không nên, tại sao không để cho mọi chuyện nó tự nhiên mà đi lại đào bới lên là Bác Năm ở tu tu ở đó. Nói như vậy thì nói không có bằng chứng, nói chỉ là lên lên đồng lên xác lên bóng như vậy, tại sao lúc mà mình ở mộ á, mình ở mộ á, thì những người mà lên đồng lên xác á, thì mình lại phản bác, mình lôi đi mình đẩy ra, thì tại sao mình lại phải lên trên đó, mình phải tìm đủ mọi cách để nói là Bác Năm đi về phần người kia nọ rồi gửi gắm chị Hồng Loan như vậy, thì cái bằng chứng và cái thuyết phục nó nằm ở chỗ nào, tại sao ở mộ thì mình đẩy đi mình lôi đi nhưng mà ở lại mình đi lại lên trên đó mình lại dẫn dắt dư luận như vậy, thật sự cần phải đặt dấu chấm hỏi như cả nhà. Và em xin nhắc nhấn mạnh lại với cô chú anh chị là ở núi Thất Sơn, bảy vùng bảy núi của An Giang thật sự rất là nhiều thầy bà bùa chú bùa ngải, và cũng như là những cái người mà lên đồng lên bóng hay là này kia nọ đều rất là giả danh rất là nhiều cô chú anh chị, vì mục đích chỉ vì lợi nhuận của mình thôi và cuộc sống thôi. Còn đằng này thì anh này á phải như ảnh dùng ảnh đi mà ảnh về phần Bắc Năm á, mà là một người khác, một người thầy khác, thì em không nói, em cũng không có phản biện gì nhiều, nhưng ảnh lại dùng chính chị gái của ảnh lên nói chuyện với cô chú anh chị, người nói người cái mặc áo đỏ đỏ là chính là chị gái của ảnh ha, và đã bắt tay với anh chống dông trước mặt cái dông của trước mặt anh chống dông luôn, mà anh chống dông không ẩm đi mà anh chống dông ngồi đứng bắt tay nói chuyện, thật sự nó là cần phải đặt một dấu chấm hỏi đối với anh chống dông nữa cô chú anh chị đó. Thì một chút xíu nữa em sẽ cho cô chú anh chị nghe được những cái đoạn ghi âm mà của khán giả đã gửi gắm cho em, nói về cái anh YouTube này đi dùng bảy núi An Giang mà làm những cái việc mà tại sao không để vạn sự tùy duyên để tự nhiên đi, mà tại sao lại phải dẫn dắt dư luận như vậy, có phải anh được người nào nhờ anh hay là như thế nào mà anh lại đi làm những chuyện như vậy. Công việc của mình là giống như là một YouTube thì mình phải ở mộ Bác Năm, mình lo lắng mình làm cái này mình làm cái kia, hàng ngày đón tiếp khán giả, mình chăm sóc này kia nọ, những việc như bình thường mình cứ để tự nhiên cho nó tự nhiên, tại sao mình phải đi làm những việc như vậy. Thì những cái việc tâm linh thì không bao giờ có sự đúng và sai, cũng như là không có bao giờ có cái thuyết phục, trong khi Bác Năm là một người của công chúng và rất là nổi tiếng và cũng như là tiếng thơm đời đời. Biết đâu lỡ mai anh đi lên trên đó có anh nói tốt thì mình không nói ha, lỡ đâu có những cái xấu thì không lẽ anh cũng lại làm cho Bác Năm danh tiếng của Bác Năm như thế nào, đúng không? Nói chung là em không nói là xấu tốt, nhưng mà mình đưa lên như vậy thì mạng xã hội và mạng cộng đồng nó sẽ có những cái chiều hướng giữa tốt và xấu. Quý cô chú anh chị, có thể là phe đối lập nó sẽ có những cái động thái nó nói xuyên tạc hay là như thế nào đó, thì có phải là danh tiếng của Bác Năm một lần nữa được nói lên, được khơi gợi lại, đúng không cô chú anh chị? Không nên như vậy, em nghĩ là không nên như vậy. Mong là cô chú anh chị mình sáng suốt coi cái anh YouTube này ảnh đã có anh đang có một cái mục đích gì, nó có một đích gì mà ảnh lại làm chuyện như vậy cô chú anh chị. Em cũng thật sự là cần phải có một cái dấu chấm hỏi ha đối với cái anh này. Thì em hy vọng
là người ta thường nói là thù trong giặc ngoài. Nó dùng Thất Sơn Bảy Núi, An Giang là một cái nơi gọi là cái người dân tộc ở cũng khá là nhiều, và cũng như là bùa chú, bùa ngải, thầy bùa, thầy phép, đặc biệt là bùa lỗ ban, rất là nhiều cô chú anh chị cả nhà mình phải xem và cũng như là coi kỹ ha, xem xét kỹ coi tại sao ảnh là có cái hành động và cái mục đích đi lên trên đó để làm gì đó. Và chính cái người mà lên đồng lên bóng bắt năm lại là cái người chị của ảnh nữa cả nhà. Em nhớ có một lần chị của ảnh đã từng xuống mộ của bác Năm và làm những cái việc gì đó, thì em biết đã gọi là cấm anh em YouTube quay, quay không cho quay nha cả nhà. Có một lần hay cô chú anh chị, nhưng mà lần đó thì em nghĩ là chắc người nhà của anh ấy thì mình cũng tôn trọng, mình không quay. Tiếc rằng là em không quay được, nhưng lần đó thì nghe nói là không cho YouTube quay nên em cũng không quay. Nên còn bây giờ thì em thấy lại lại là chị ấy lại lên đồng lên bóng tại dùng Bảy Núi, Thất Sơn Bảy Núi hay cô chú anh chị. Mong là cô chú anh chị mình có những cái sáng suốt nhận xét ha. Còn cái video này em nói ra là để cho quý cô chú anh chị mình có những cái bình luận đóng góp ý kiến. Còn vấn đề mà soi mói hay là không soi mói gì đó thì chắc có lẽ là em xin nhận lãnh hết nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì muốn chia sẻ để cả nhà mình biết là không tất cả đều là phải vì bác Năm, đừng có vì một cái gì đó, mục đích riêng hay là một cái lợi nhuận riêng hay là mục đích cá nhân của mình mà làm mất danh tiếng của bác Năm, một người nghệ sĩ ưu tú, một người nghệ sĩ, một ông hoàng cải lương mà được biết bao nhiêu người mến mộ mà lại đi làm như vậy. Thật sự em thấy là diễn cái người mà lên đồng lên bóng đó diễn diễn quá dở và cần phải nhắc tuồng rất là nhiều, mà cũng như là múa múa tay múa chân là thật sự không có một chút gì đó gọi là đạt hết trơn á. Nói chuyện không lắp ba lắp bắp và hầu như là vái mà ngày mắt ngày sinh nhìn, còn lại phải đứng ở ngoài anh ấy còn phải nhắc tuồng nữa cô chú anh chị. Phải nói là không đúng, không đúng sự thật và cũng như là đang dẫn dắt dư luận. Mong là quý cô chú anh chị mình và khán giả mà hãy tỉnh táo và xem xét nha cả nhà. Rồi bây giờ em thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây, em chỉ muốn nói như vậy thôi cả nhà. Còn cái vấn đề em đáng lo ngại nhất là người ta nói là thù trong giặc ngoài nha cả nhà. Thì ở ngoài thì mình có thể lo được, nhưng mà nhiều khi ở trong mình không bao giờ mình kiểm soát được. Sau này lỡ ở mộ bác Năm mà có xảy ra chuyện gì thì thật sự mà khó mà trở tay cho kịp. Quý cô chú anh chị, hy vọng là cả nhà mình có những cái comment, có những cái đóng góp ý kiến và có những cái biện pháp để triệt để ở cho mộ bác Năm thật sự là an toàn với cô chú anh chị. Một lần nữa em muốn nhấn mạnh với cô chú anh chị, ở miền Tây là dùng Bảy Núi, Thất Sơn là bùa rất là nhiều, bùa ngải rất là nhiều và cũng như là thầy bùa thầy phép rất là nhiều. Mục đích của anh này là cái gì ha cả nhà. Và em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em sẽ cho cả nhà mình xem sau cái video này là một cái đoạn ghi âm của một khán giả muốn nói với cô chú anh chị và các bạn là những gì tâm tư tình cảm của chị ấy ha cả nhà. Em xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà, hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Hy vọng là video này gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn nó là một cái video muốn thông báo cho cả nhà biết ha cả nhà. Xin chào, bye bye cả nhà ha. Mình là Ba La Mật và mình có một câu hỏi muốn gửi đến bạn YouTuber đang đi trên núi. Bạn nói rằng cậu đang ở trên núi đó, nơi đó đặng cậu tu. Vậy mình có vài câu hỏi mình gửi đến bạn nha. Thứ nhất, cậu là đạo Phật, còn ở trên núi theo như mình được biết và mình nghĩ là 80% là đạo Hòa Hảo rồi, thì tại sao mà cậu lên núi tu? Và bạn nói là bạn trò chuyện được với cậu và cậu nói là này kia kia nọ, muốn anh em đoàn kết hoặc là gia đình đoàn kết. Vậy thì mình cũng nói một điều về cái việc mình hiểu về đạo Phật. Thì trong đạo Phật á, thì tứ đại là giải không, khi mà mình mất đi rồi hoặc là mình bỏ gia đình mình hướng về con đường đạo thì tất cả đều là thí chủ, cho dù là sau này gặp lại người thân quốc tích đều là thí chủ và họ sẽ không bao giờ quan tâm đến những chuyện mà được gọi là xung quanh như là gia đình ruột thịt như thế nào đâu. Còn như bạn nói á, là cậu đang tu ở trên chển và để bạn hỏi thầy coi là cậu đã nói gì.
Thì mình xin hỏi bạn đâu rằng là bạn đang đi thầy bà và bạn cũng giống như phe đối lập hồi xưa từng từng đến mộ cậu, từng lên đồng lên bóng và các bạn đã chặn lời, thì tại sao hôm nay bạn lại đi thầy bà để bạn hỏi coi cậu đang ở đâu, cậu nói gì, tại sao bạn không để tùy duyên mà bạn lại đi làm những việc như thế? Như vậy mình nghĩ không phải là thương cậu đâu, mà là bạn đang cho mọi người biết là bạn, chỉ có bạn mới nói chuyện được với cậu. Như vậy người ta gọi là dẫn dắt tâm linh chứ không phải gọi là nói về tâm linh nữa. Và mình mong là có một YouTuber nào đó lấy lời gửi đến bạn như vậy. Mình cảm ơn nhiều.